Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với khoa học SEO thực chiến. Ở trong những bài học hôm trước, chúng ta đã được học những kiến thức cơ bản về website, những kiến thức cơ bản về SEO. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào việc nghiên cứu những cái người dùng cần tiếp cận bởi SEO. Bài số 5, chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, khi nào người dùng tìm kiếm. Người dùng họ chỉ tìm kiếm khi họ phát sinh nhu cầu. Ở đây, mình sẽ đưa ra làm 5 giai đoạn theo một cái luồng như thế này. Thứ nhất, khi họ phát sinh nhu cầu về một cái tìm kiếm về sản phẩm, dịch vụ hay một cái thông tin nào đó ở trên mạng Internet, họ sẽ tiến hành tìm kiếm. Ở trong cái bước tìm kiếm này, nếu như cái nội dung của các bạn hữu ích thì họ có thể mua hàng luôn, hoặc tiếp theo họ sẽ đưa ra một cái bước, đấy là bước đánh giá và nhận xét. Họ sẽ kiểm tra thêm các thông tin này, sau đó mua hàng. Đây là cái luồng thông thường mà người dùng họ sẽ đi tìm kiếm. Để ở cái bước thông thường thì sẽ là đánh giá và so sánh, sau đó thì họ mới có một cái quyết định mua hàng. Còn những cái bước tìm kiếm về thông tin thì cái tỷ lệ chuyển đổi của nó là thấp nhất. Chúng ta sẽ phải lên 5 bộ từ khóa. Thì ở đây đây chính là những cái bộ về từ khóa tìm kiếm liên quan. Mà khi mà người dùng họ không chỉ tìm kiếm về sản phẩm, đây chính là bộ từ khóa về sản phẩm. Thì họ không chỉ tìm kiếm về sản phẩm, họ còn tìm kiếm nhiều hơn những cái từ khóa liên quan. Thậm chí họ còn phải xem xét thêm những cái từ, những cái trang đánh giá, diễn đàn. Họ đã có ai sử dụng sản phẩm này hay chưa, đã có ai mua nó hay chưa. Rồi thậm chí là họ có thể đánh giá cả về thương hiệu của bạn. Ví dụ họ có thể thường họ sẽ thêm những key, ví dụ như là tên thương hiệu của bạn cộng với lừa đảo. Ở đây thì mình sẽ ví dụ cho các bạn. Khi các bạn tìm kiếm ở trên Google, ở đây mình có thể thử Trần Anh này, thì gần như nó sẽ ra một cái keyword phía sau là lừa đảo hay là điện máy xanh. Đây. Hay là Pico. Đây, nếu như mà đây các bạn thấy đây. Gần như bất kỳ một cái thương hiệu nào. Đây là những cái rồi Nguyễn Kim ở trong Hồ Chí Minh này. Đấy, thì tất cả những cái người dùng mà gần như là họ khi mà họ mới biết đến cái thương hiệu của bạn, hoặc là họ còn lo lắng về cái thương hiệu của bạn, thì rất là nhiều người họ sẽ đi tìm cái keyword là tên thương hiệu của bạn có bị lừa đảo. Thì đây cũng là một cái từ khóa mà mình muốn lưu ý với các bạn rằng là nếu như các bạn bán hàng ở trên Internet thì các bạn phải đảm bảo là các cái từ khóa về thương hiệu của các bạn nó tốt. Thậm chí là những cái từ khóa mà tên thương hiệu của bạn cộng lừa đảo thì mình khuyên rằng các bạn nên tạo ra những cái blog hoặc là các cái website vệ tinh hay gì đó. Thì các bạn hãy lên trước cho mình cái từ khóa về tên thương hiệu của bạn cộng lừa đảo, cũng như là các bạn phải SEO những cái từ khóa liên quan để làm sao để tránh cái việc là khi mà người dùng họ tìm kiếm những cái từ khóa tên thương hiệu của các bạn thì họ nhìn thấy những cái bài viết nó không tốt. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta bán hàng hay là kinh doanh trên Internet. Thì nếu như mà những cái bài viết đấy là do mà mình viết thì cái việc mà mình sẽ điều hướng nó thì thường sẽ tốt hơn. Ví dụ mình có làm một cái bài như thế này. Đây thì bạn thấy rằng là đây mình đưa một cái bài này lên top luôn. Bài này là do Tú viết này. Đây Tú Cao. Bên trong này thì mình cũng sẽ viết một nội dung bình thường thôi, nhưng mà mình sẽ hướng đến những cái từ khóa, ở đây là cái từ khóa về lừa đảo. Làm thế nào để khi mà người dùng họ click vào một cái khi mà người dùng họ tìm kiếm cái từ khóa này thì lên cái trang của mình, sau đó thì nếu như cái vị trí của mình ở cao thì các bạn học những bài trước đấy, các bạn sẽ biết rằng có 32,5% người dùng họ click vào cái vị trí top 1. Nhưng ngoài ra nếu như cái vị trí này nó không có S thì cái tỷ lệ đấy có thể là sẽ cao hơn một chút. Thì khi họ vào cái bài này thì Tú đã viết một cái cách về dạng là điều hướng. Nói chung là mình chắc chắn mình sẽ không nói là cái thương hiệu mình đang hợp tác là họ lừa đảo rồi. Lừa đảo thì làm sao mà mình làm được. Ok, thì ở bên trong này đấy thì mình sẽ đưa ra một số những cái thông tin. Và nếu như các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể search wiki này. Đó, các bạn vào bên này để các bạn đọc thêm. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ vào phần thứ hai, phân tích đối tượng. Việc phân tích đối tượng là một việc rất là quan trọng. Và bất kỳ một người làm marketing nào, khi mà họ mới triển khai một cái kế hoạch marketing, nhận một dự án, hay họ làm bất kỳ một cái kênh trên kênh truyền thông nào khác, thì các bạn ý sẽ đều phải làm một cái việc, đó là phân tích cái tệp đối tượng. Cái việc phân tích tệp đối tượng này phải theo một cái nguyên tắc, đó là càng chi tiết thì càng tốt. Và các bạn càng nhóm ra được chi tiết thì sẽ giúp ích được cho những cái phần sau rất là nhiều. Mình ví dụ như thế này, nếu như các bạn muốn bán hàng cho ai thì các bạn phải hiểu họ, họ là ai, họ có cái đặc điểm nhận dạng gì, họ có những cái nhân khẩu học như thế nào. Thì từ đó thì các bạn sẽ lên một cái thông điệp, các bạn lựa chọn sản phẩm, đưa ra những cái về thiết kế, những cái về trải nghiệm phù hợp với cái trình độ hiểu biết tài chính của họ. Mình ví dụ như là bạn không thể nào bán một cái món hàng rất đắt tiền cho một người mà họ không có khả năng về tài chính, rồi họ không có kiến thức về phần đó.
thì các bạn rất là khó bán. Hoặc là khi chúng ta bán một cái sản phẩm với một cái giá trị rất là cao thì chúng ta phải nắm bắt được là cái tâm lý, cái hành vi của họ là khi mà họ muốn mua một cái sản phẩm với cái giá trị cao như thế này thì họ không chỉ nào mà họ đọc một cái viết của các bạn rồi sau đó họ mua hàng, họ sẽ phải đi tìm kiếm thêm rất là nhiều cái thông tin. Bạn phải làm như thế nào đó thì mới quyết định việc là họ phải bỏ tiền ra họ mua, nhất là với những sản phẩm là do các bạn tự sản xuất, nó không phải là các cái sản phẩm mà các bạn nhập về các bạn kinh doanh. Vì nếu những sản phẩm đó thì cũng có nhiều sản phẩm hầu như là nó sẽ có thương hiệu, nó sẽ có uy tín trên thị trường và người ta chỉ đi so sánh chỗ nào rẻ, chỗ nào khuyến mại nhiều hơn, chỗ nào chính sách bán hàng tốt hơn thì họ sẽ mua. Còn với những cái sản phẩm mà tự sản xuất tất cả mọi cái đó mà giá trị cao thì các bạn sẽ phải hiểu cực kỳ rõ và cực kỳ chi tiết thì các bạn mới có thể bán được hàng trên internet. Thứ nhất ở đây thì mình sẽ đưa ra cho các bạn ở đây 8 cái tiêu chí. Thứ nhất là về độ tuổi. Độ tuổi ở đây thì mình chia theo Google, theo cái phần nhân khẩu học của Google. Thứ nhất là từ 18 đến 24, 25 đến 30, vân vân. Thứ hai là về mặt giới tính, nam hay nữ. Nam hay nữ đặc tính rất là khác nhau. Thứ ba là sở thích về công nghệ, mua sắm, ẩm thực. Thứ tư là vị trí địa lý, tức là bạn bán hàng ở đâu. Thì trong cái phần là sở thích này và cái phần địa lý này thì mình có một cái lưu ý cho các bạn. Nếu các bạn không biết về cái sở thích của người dùng thì các bạn có thể sử dụng Facebook. Các bạn có thể vào các cái fanpage của những cái đối thủ của bạn, những người bán hàng hoặc fanpage của bạn nếu như bạn đã chạy. Thì bạn có thể xem những cái người dùng họ tương tác với cái fanpage đó, tương tác với những cái sản phẩm mẫu quảng cáo trùng với bạn. Sau đó thì bạn sẽ vào cái Facebook cá nhân của những cái người đó. Sau đó thì bạn sẽ xem là à, ở đây thì người dùng, cái người dùng này họ hay chia sẻ những cái gì, họ hay quan tâm những cái vấn đề gì. Thì các bạn có thể lọc ra được những cái nhóm sở thích. Tiếp nữa là về công nghệ, thiết bị di động này, mobile này. Rồi tiếp là thiết bị di động thì họ hay sử dụng cái thiết bị gì này. Hôn nhân, độc thân hay gia đình khác nhau rất là nhiều. Đặc điểm khác về hành vi online, khi họ mua sản phẩm đó thì họ sẽ tìm kiếm những cái gì, thông tin như thế nào, họ quan tâm những cái gì. Có những người mà khi mà mua một sản phẩm thì ở trên một cái website chúng ta viết rất là hay, chúng ta đưa ra đủ các kiểu nhưng họ không tin. Nhưng mà họ vào một cái diễn đàn, họ đọc một bài viết mà người mà họ chả biết thì họ cũng tin. Vì họ sẽ những cái người mua sắm thì họ sẽ luôn có một cái sự đề phòng và các bạn phải hiểu họ để các bạn giải quyết được cái sự đề phòng này của phía người dùng. Và cuối cùng là cái khả năng tài chính. Bạn chỉ bán được cái mặt hàng mà họ chỉ có thể mua hàng nếu họ có đủ đảm bảo về cái khả năng tài chính của họ để mua cái sản phẩm đó thì họ mới mua hàng. Tiếp theo là học vấn. Đấy, thì đó, đây là những cái phần phân tích về cái tệp đối tượng. Đối với những cái bạn nào mà website của các bạn đã chạy rồi mà các bạn đã cài đặt cái công cụ là Google Analytics thì các bạn có thể vào cái phần nhân khẩu học của Google để đó, từ đó các bạn có thể lọc ra được tất cả những cái dữ liệu này. Ở đây thì mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn. Đây là cái blog của Tú. Và các bạn có thể vào cái phần đối tượng này. Sau đó các bạn chọn cái phần nhân khẩu học. Ở đây, trong cái nhân khẩu học này thì nó sẽ chia cho các bạn là nam hay là nữ. Độ tuổi này. Đây là hai cái nhóm đối tượng chính của cái blog là nguyencaotu.com. Nam vào nhiều hơn, nữ thì chỉ kiếm khoảng 27,3% thôi và trong đó độ tuổi từ 25 đến 34 là phần lớn. Tiếp theo là về cái phần sở thích. Các bạn có thể vào cái phần sở thích này. Ok. Cái sở thích này của Google đưa ra. Và theo mình biết thì Google có 6 sản phẩm của trên 1 tỷ người dùng. Và hầu như mọi người đều đăng nhập, họ có từ trình duyệt YouTube, Google đến rất là nhiều những sản phẩm. Do đó thì cái khả năng mà họ có thể nhận diện được người dùng theo qua cái Gmail này, khi các bạn đăng ký này, đăng ký và đăng nhập Gmail để sử dụng. Thì nó có thể chia ra rất là chi tiết và khá là đúng về cái mục là danh mục về sở thích. Mình cũng đã có từng chạy rất là nhiều cái quảng cáo của Google. Thì cái việc mà mình để cho Google họ tự đề xuất những cái giá thầu cũng như là cái tệp đối tượng thì mình đánh giá rất là hiệu quả. Ok, rồi địa lý này thì các bạn có thể vào bên trong này để các bạn xem cái vị trí ở đây là người dùng của các bạn. Họ ở những cái tỉnh thành nào nhiều. Ví dụ như là nếu như mà cái ở đây mình các bạn có thể thấy là giả sử đây là một cái website bán hàng của mình đi thì mình thấy rằng nếu như mình chỉ bán hàng ở Hà Nội mà bây giờ trong khi đó thì truy cập ở Hồ Chí Minh nó còn nhiều hơn. Như vậy tại sao mình không mở thêm một cửa hàng ở thủ Hồ Chí Minh, hay mình có thể liên kết cho thuê địa chỉ. À, tăng thêm doanh thu rất là nhiều thì các bạn có thể dựa thêm vào đây. Dựa thêm vào đây. Để các bạn có thể là định hướng được cái kế hoạch rồi là tư vấn cái chiến lược, tư vấn cái thị trường cho chủ doanh nghiệp. Tiếp theo, đấy là cái về cái biểu đồ nhiệt.
Ở đây là một cái ví dụ, mình ví dụ với một cái website mà mình hiện tại mình đang hợp tác. Đây là một cái biểu đồ nhiệt, thì dựa vào cái biểu đồ nhiệt này thì mình có thể biết được là người dùng họ đang tương tác với cái thành phần nào nhiều ở trên website. Ở trong những buổi hôm trước thì mình có nói về SEO và S, thì mình có hướng dẫn các bạn cái việc là các bạn nên sử dụng cái Google S để các bạn lọc ra được cái CTA. Còn ở trong cái phần này thì cái biểu đồ nhiệt này sẽ giúp các bạn việc là các bạn sẽ tối ưu lại cái cấu trúc website và nhìn xem được là người dùng họ sẽ nhìn vào những thành phần nào. Thì ở trong cái biểu đồ nhiệt này thì mình đo bằng một cái công cụ là Hotjar. Thì Hotjar các bạn cũng sẽ được học ở trong cái khóa học này về việc là các bạn sẽ sử dụng cái Hotjar này, sử dụng các cái biểu đồ nhiệt này để các bạn tối ưu lại cái cấu trúc cũng như là các bạn tối ưu lại các cái nút dành cho người dùng. Ok, tiếp chúng ta sẽ đi thêm một cái phần nữa. Đó là các bạn có thể phân chia người dùng dựa theo nhu cầu. Thứ nhất, khi mà người dùng tìm kiếm cái thông tin về doanh nghiệp, sự đánh giá về uy tín, thì ở đây là cái bộ từ khóa đầu tiên là cái bộ từ khóa về thương hiệu. Ví dụ như Thành Trung Mobile lừa đảo. Với cái keyword này, đây chính là cái keyword dạng về thương hiệu, hay là những cái keyword như là Thành Trung Mobile. Còn Tú thì là Tú Cao, Nguyễn Cao Tú. Thì đấy là cái những cái tên về thương hiệu của mình. Thì những cái tên về thương hiệu này thì Google sẽ đọc nó trước và nó sẽ là một trong số những yếu tố để đánh giá về cái việc là website của bạn, thương hiệu của bạn nó có nổi tiếng hay không. Thì từ đó thì website của bạn nó mới chất. Thì việc đầu tiên trong tất cả các bộ từ khóa thì các bạn phải đảm bảo việc là các bạn phải SEO các từ khóa về thương hiệu đầu tiên. Tiếp theo là người dùng họ sẽ đi tìm kiếm về các cái thông tin về sản phẩm khi nó chuẩn bị ra mắt. Thì bộ từ khóa này gọi là bộ từ khóa xu hướng. Trong những cái sản phẩm mà các bạn định bán, ví dụ như về iPhone, chúng ta sẽ có iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. Về Galaxy chúng ta sẽ có Galaxy S5, S6, S7, S8, S9 gì đấy. Thì những cái từ khóa đó là các bạn có thể gợi ý được, hoặc tức là các bạn có thể chuẩn bị từ trước, hoặc là các bạn có thể dự đoán được về nhu cầu thị trường. Ví dụ như là đến mùa đông, quần áo thu đông thì là ở thời điểm nào, thì hay là những sản phẩm mới nào đó, thì các bạn biết trước thì các bạn có thể tạo ra các bộ từ khóa xu hướng và sau đó các bạn sẽ tiến hành SEO các từ khóa này trước thì các bạn sẽ có lợi thế. Bộ từ khóa tiếp theo thì các bạn, người dùng họ có một cái nhu cầu là tìm kiếm các cái sản phẩm để mua hàng và tìm kiếm mua các cái sản phẩm ở gần nơi họ sống. Thì cái bộ từ khóa này là bộ từ khóa về sản phẩm. Tức là tên sản phẩm, họ sẽ tìm theo là giá sản phẩm, tên sản phẩm. Ví dụ iPhone 6, giá iPhone 6. iPhone 6 giá bao nhiêu? Thì đấy là những cái từ khóa về sản phẩm. Tiếp theo, họ có thể tìm kiếm các cái sản phẩm ở gần nơi họ sống. Ví dụ iPhone 6 tại Hà Nội, iPhone 6 tại Cầu Giấy, iPhone 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái từ khóa sản phẩm. Thông thường các bạn nên cộng thêm với cái những cái từ về địa phương xung quanh cái cửa hàng doanh nghiệp của bạn. Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Cầu Giấy, Đống Đa, Thái Hà, Xuân Thủy, vân vân. Đấy là bộ từ khóa về sản phẩm. Thì các bạn nên là chúng ta sẽ lưu ý về cái bộ này. Đây là cái bộ mà cái tỷ lệ chuyển đổi luôn luôn là cao nhất. Tiếp theo là những người dùng đã biết về sản phẩm, họ cần thêm thông tin về các cái vấn đề liên quan. Cái bộ này là cái bộ từ khóa liên quan. Tức là iPhone 6 có tốt không? iPhone 6 mua ở đâu tốt? Cấu hình iPhone 6. Nên mua iPhone 6 lốc hay không? Đấy, rất là nhiều những cái từ khóa về họ tìm kiếm thêm nhiều những cái thông tin. Tiếp tiếp là họ chưa xác định được mua sản phẩm nào. Đây cũng là một cái phần khá là nhiều. Mình có thể ví dụ cho các bạn về điện thoại, ví dụ như là mua điện thoại nào trong tầm giá 3 triệu, mua điện thoại nào trong tầm giá 5 triệu, từ 5 đến 7 triệu thì mua điện thoại nào. Đây cũng chính là những cái key mà người dùng họ search rất là nhiều, khi mà họ không hề biết rằng, họ chỉ biết là tôi có cực này tiền, nhưng mà tôi không biết mua một cái máy nào để nó có thể phù hợp. Thì các bạn cũng có thể suy nghĩ về cái việc là tìm kiếm thêm những cái từ khóa khi mà người dùng họ thậm chí chưa xác định được sản phẩm nào. Và cuối cùng, đấy là từ khóa về điều hướng. Đây là một bộ từ khóa mà các bạn có thể nghĩ đến cái việc, giả sử như nếu ở một cửa hàng mình lấy ví dụ luôn về iPhone đi. Mình chỉ iPhone thì có hai dòng, một dòng là iPhone lock, đó là iPhone bị khóa mạng. Mà thứ hai và cuối cùng là cái bộ từ khóa về điều hướng. Với cái từ bộ từ khóa về điều hướng này thì các bạn có thể, mình ví dụ cho các bạn là về iPhone đi, mình sẽ có hai cái dòng là iPhone lock và iPhone quốc tế. Thì ví dụ như cái cửa hàng nó chỉ có iPhone lock thôi mà không bán iPhone quốc tế, thì các bạn vẫn có thể là SEO cái từ khóa về iPhone quốc tế, sau đó điều hướng họ sang mua iPhone lock. Trong cái bài điều hướng đấy thì các bạn đưa ra những cái lợi thế của cái sản phẩm, lợi thế đặc tính cạnh tranh của sản phẩm của các bạn. Thì từ đó các bạn sẽ kéo được những người dùng ban đầu họ muốn mua cái sản phẩm A, nhưng mà sau đó thì họ sẽ phải mua sản phẩm B. Đây cũng là cái chiến lược mà rất là nhiều những cửa hàng họ đang áp dụng, việc là đưa ra có những sản phẩm gọi là sản phẩm nền, sau đó kéo người dùng đến, sau đó thì từ sản phẩm nền này họ sẽ thuyết phục người dùng bằng những cái cách của họ
sau đó người dùng họ sẽ mua những cái sản phẩm liên quan hoặc là những cái sản phẩm mục tiêu của họ. Thông thường khi mà các bạn làm SEO thì các bạn phải lên cho Tú đủ 5 cái bộ từ khóa này. Tất nhiên về từ khóa thì các bạn có thể hiểu là các bạn sẽ không thể nào làm trong một thời điểm để nó có thể đầy đủ được. Bởi vì như mình nói ở những bài trước là nó sẽ luôn luôn có ngách và sẽ có luôn cái bộ từ khóa, nó sẽ thậm chí nó có thể thay đổi theo cái hành vi của người dùng. Cũng như là các bạn sẽ phải theo dõi lại những cái dựa vào những cái số liệu, những cái thống kê của các bạn để từ đó thì các bạn sẽ lọc ra được những cái từ khóa ngách, những từ khóa tốt hơn. Thì từ đó thì cái bộ từ khóa của các bạn dần dần nó mới đủ. Nhưng về cơ bản thì các bạn sẽ phải, khi các bạn làm từ khóa thì các bạn nên chia cho mình. Và sau đó thì theo thời gian, theo những cái công cụ các bạn thu thập được thì các bạn sẽ tiến hành bổ sung hay sửa đổi nó thêm. Còn về không thể nào dành khoảng 2-3 ngày để có thể nào mà lên hết bộ từ khóa cho một mảng được thì thực sự là một việc rất là khó. Và lên như vậy nó sẽ thiếu. Và nếu như các bạn chỉ bán một cái lượng ít sản phẩm thì theo mình thì các bạn phải phân tích đi phân tích lại, và từ đó thì các bạn sẽ ôm được hết gần như là cả cái mảng thị trường đó ở trên mảng online, ở trên cái kênh SEO. Bài hôm nay thì đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là những cái kiến thức cơ bản về người dùng ở đây thì các bạn có thể áp dụng được vào trong cái việc là kinh doanh. Không chỉ là làm cho SEO mà các bạn có thể nghĩ lại về cái việc là những cái khách hàng họ đến cái cửa hàng của mình, hay là khi các bạn triển khai bất kỳ một kênh nào thì mình mong rằng các bạn cũng sẽ liệt kê ra 8 cái điểm này để các bạn có thể vẽ ra được mối chân dung người dùng khách hàng. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại bạn ở trong những buổi học tiếp theo.